Trong cuộc sống hiện nay, không quá khó để bắt gặp hình ảnh những người dân tự nguyện làm việc thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn. Việc đặt một thùng trà đá miễn phí ngay góc đường, những suất cơm từ thiện được trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí có những con hẻm mà người dân nơi đó đã tự nguyện cung cấp miễn phí cho người nghèo, từ nước uống, tủ thuốc chữa bệnh ấm áp tình người, đến cả việc sửa xe. Và gần đây xuất hiện thêm những thùng bánh mì miễn phí với câu mời chào, bánh mì miễn phí mỗi người một ổ như thế này. Những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc với mọi người, đang hiện diện ở khắp mọi nẻo đường trong thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, những mô hình thiện nguyện ngày càng đa dạng hơn, được nhân rộng nhiều hơn trong cuộc sống. Túi đồ miễn phí dành tặng cho mẹ và bé xuất hiện gần đây trước một cửa hàng, với tấm bảng đặc biệt như thế này đã thu hút nhiều người khó khăn đến đây. Với những người khó khăn, một bộ đồ cho em bé, cho người thân trong gia đình hoặc cho chính bản thân cũng mang một giá trị vật chất lẫn tinh thần đáng quý. Hằng ngày các bạn nhân viên điều dưỡng của bên chị đi đến các nhà để chăm sóc cho các bà mẹ và em bé đó. Mình phát hiện ra một điều là có những cái bộ đồ là như đồ bầu này, đồ sơ sinh này hay là đồ của các bé sơ sinh xài rất là trong thời gian rất là ngắn, là khoảng một vài tháng thôi nhưng mà đã phải bỏ rồi. Do là đặc thù của những loại đồ này là không tận dụng lại được nữa. Nghĩ rằng tại sao mình không kết nối những người cần là người nhận lại với nhau, tại vì để mua sắm những bộ đầm bầu hoặc là sắm những đồ cho trẻ sơ sinh thì nó cần một khoản tiền cũng khá là nhiều, và các mẹ thì hay có xu hướng là tiết kiệm một chút để dành cho con mình tương lai của cháu tốt hơn. Vì vậy mà chị nghĩ rằng mình kết nối lại hai người đó lại với nhau thì sẽ ổn hơn rất là nhiều. Nói chung là em cũng rất là vui là cũng có những người dân ở Việt Nam mình biết giống như là biết tiết kiệm hay là giúp đỡ những người nghèo. Bỏ những cái quần áo giống như là không cần thiết nữa cho những người mà không có quần áo mặc hay là cái này cái kia, thì cái đó là cũng một điều được rất là tốt cho người Việt Nam của chúng ta. Em rất là mong là những cái này có thể là đi được khắp các vùng luôn, như dân của chúng ta thì còn đỡ thiếu thốn hơn là những người ở vùng sâu vùng xa, có thể là những người kia sẽ có quần áo mặc sẽ vui hơn. Cũng vui, cũng thấy vậy cũng làm có ích cho cái xã hội mình, giúp cho những người lao động. Phóng viên của Camera Cận Cảnh đã có dịp theo chân nhân viên của cửa hàng đến nhận những thùng đồ từ thiện mà các hộ gia đình xung quanh đã đóng góp. Những túi đồ miễn phí như thế này đã và đang làm cầu nối để đạo lý lá lành đùm lá rách ngày càng được nhân rộng, góp phần giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm những phương tiện vật chất và niềm tin yêu vào cuộc sống hiện tại. Khi mà cái tủ đồ nó hình thành á, thì cái người được đầu tiên đó là chị và các cái bạn partner cùng làm ra tủ đồ này. Tại vì nhìn những nụ cười, những ánh mắt mà mọi người dành cho nhau, cả người cho lẫn người nhận, hoặc là nhìn thấy cái sự gọi là sẻ chia từ cộng đồng với nhau, thì chị cảm thấy là cái việc làm của mình rất ý nghĩa. Đến hẹn lại lên mỗi tháng một lần, phiên chợ vui vẻ bán những món hàng đồng giá 3.000 đồng lại tiếp tục đồng hành cùng những người nghèo khó tại nhiều quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh. Phiên chợ này bắt nguồn từ ý tưởng của các bạn thành viên trong nhóm Sao Khuê, đó chính là của cho không bằng cách cho. Khi mà Sao Khuê làm nhiều chương trình của mình á, thì sẽ phát sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là những đồ mà Sao Khuê có thể gom góp từ nhiều mạnh thường quân và cho đến những người đang cần nó. Tại vì sau nhiều lần chương trình mà Sao Khuê tổ chức á, thì đôi khi mình cho một món đồ nào đó đến với người lao động thì không đáp ứng được cái nhu cầu của người ta. Nên khi mình mở ra một cái chợ phiên như thế này thì người ta có thể lựa chọn được cái gì người ta muốn, cái áo, cái quần hoặc là những đôi giày, đôi dép. Thì khi mua được một cái món đồ mà mình yêu thích, điều đó thứ nhất mang lại cho người ta một cảm giác vui mừng. Và thứ hai nữa đó là người ta mua được một với cái giá rất là thấp, với giá 3.000 đồng một món đồ. Thì điều này là vừa vui cho người cho và vừa vui cho người nhận. Những gian hàng tại đây không chỉ có quần áo, giày dép mà còn có sách vở, truyện tranh với một mức giá duy nhất là 3.000 đồng. Chỉ với số tiền 3.000 đồng ít ỏi, những người nghèo khó đến phiên chợ đặc biệt này có thể mua được những món đồ họ thích mà không phải lo nghĩ về giá cả. Tất cả vui vẻ, thoải mái lựa chọn, mua sắm, ướm thử từng bộ quần áo. Thấy rất là vui, nhưng được cái hàng rẻ, nhưng mà khi người ta đi lựa đồ thì thấy vui vẻ, mà giá rất là bình dân, rất là rẻ đối với người dân lao động gì. Nếu được thì sẽ nhân rộng nó nhiều hơn, nhiều người sẽ được mua giá hàng rất là rẻ hơn. Tôi rất hài lòng bán đồ rẻ cho mấy người mà ta thu nhập thấp đó,
ta có điều kiện người ta mua sắm, người ta mặc đi lao động rồi mặc xài hàng ngày cũng được. Tôi mong cho mà phiên chợ này có mở ra thường khắp mọi nơi để cho mấy người thu nhập thấp người ta mua. Mong muốn là chú ở phiên chợ này nó phát triển mô hình này nhiều hơn nữa. Mọi lúc mọi nơi lúc nào chỗ nào cũng có. Nhưng để có được những phiên chợ dành cho những người nghèo khó như thế này, nhóm bạn trẻ của nhóm tình nguyện Sao Khuê cũng đã có nhiều suy nghĩ trăn trở vì gặp không ít khó khăn khi hoạt động này diễn ra. Khó khăn lớn nhất của nhóm hiện nay đó chính là một mặt bằng cố định để tổ chức những chợ phiên hàng tháng. Vì mong muốn của nhóm có nghĩa là chợ phiên này sẽ được tổ chức hàng tháng một lần. Nhưng mà hiện nay cái việc mà tìm một mặt bằng cố định rất là khó. Tại vì mỗi lần tổ chức chợ phiên thì mình sẽ có 2 ngày liên tục trong vòng thứ Bảy và Chủ nhật. Thì một mặt bằng này phải đảm bảo việc là người dân có chỗ mua sắm thoải mái, có thể lựa chọn và đồng thời là cũng không gây trở ngại cho việc giao thông hoặc là đi lại của mọi người. Thông qua phiên chợ này, những người lao động nghèo cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi họ cũng đã đóng góp một số tiền nhỏ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh thiếu thốn hơn mình. Hơn ai hết, những bạn trẻ của nhóm tình nguyện và cả gian hàng đặc biệt này đã nhận được niềm vui và hạnh phúc khi nhìn thấy niềm hân hoan trên gương mặt của những người lao động nghèo khi đến đây mua sắm vật dụng cho bản thân và gia đình. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát, đạo lý truyền thống của người Việt Nam đã được thể hiện một phần rõ nét từ hình ảnh của phiên chợ đáng quý này. Qua đó, một thông điệp nhỏ đã được gửi đến cộng đồng. Yêu thương và san sẻ luôn là những hành động đẹp góp phần cho sự phát triển hài hòa và bền vững của cuộc sống con người.